Vâng, xin chào các fan yêu quý của đồng hồ Casio nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ Dương Bắt chúng tôi làm một video theo yêu cầu của một số anh em là hướng dẫn cách chỉnh giờ, ngày tháng cũng như là báo thức cho mẫu đồng hồ AM1300. Vâng, thì mẫu đồng hồ AM1300 này thì anh em cũng nhiều người dùng rồi. Vâng, gần như ai cũng biết mẫu AM1300 của thương hiệu Casio đến từ Nhật Bản này. Đây là một mẫu đồng hồ cũng bán rất là chạy. Nó cũng gần như là một dấu ấn của một thế hệ đi trước ngày xưa. Bởi vì ai mà đã từng được sở hữu một mẫu đồng hồ AM1300 này như ngày xưa cũng gọi là có điều kiện đấy anh em nhé. Thì bây giờ thì nó mới rẻ như bây giờ thôi. Thì ngày xưa cái giá thành của em nó cũng khá là cao. Gần như là cũng phải là gia đình có điều kiện thì mới mua nổi cho con cái mẫu đồng hồ này. Vâng, thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh giờ của mẫu đồng hồ AM1300 đang có mặt tại hệ thống đồ Dương Bắt của chúng tôi. Vâng, thì anh em xem video nhớ like, share và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồ Dương Bắt chúng tôi anh em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bắt đầu thôi. Rồi, trước mắt anh em đây là mẫu đồng hồ AM1300. Đấy, VKH4AVDF có giá là 1.086.000. Vâng, đây là hàng chính hãng do anh Quê là nhà phân phối đồng hồ Casio tại Việt Nam này phân phối và bảo hành cho em nó. Vâng, chế độ bảo hành của em nó là máy 1 năm và pin 18 tháng. Thì con này thì pin của nó những 10 năm thì tôi nghĩ là bảo hành 18 tháng thì nó chuyện đích gì đúng không anh em. Vâng, bây giờ chúng ta chỉnh giờ của mỗi đồng hồ này anh em nhé. Vâng, như anh em nhìn thấy thì trên mặt IO này thì cái phần hôm nay là ngày hôm nay là thứ 6 và ngày 16 tháng 9 năm 2022. Mẫu đồng hồ này đang bị đi sai giờ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho em nó về đúng thời gian thực bây giờ anh em nhé. Vâng, như anh em đã biết thì trên mẫu đồng hồ này nó có 4 nút là adjust này, nút like và nút mode và nút start. Rồi, thì ta đầu tiên ta sẽ nhấn vào nút adjust, nhấn giữ nút adjust này. Rồi, khi thấy cái phần dây này, dây này nhấp nháy như thế này, rồi bắt đầu ta sẽ nhấn vào nút mode. Vâng, next đi. Rồi, thì ở trên này thì nó có các múi giờ quốc tế với nhau. Thì đây nó đang là múi giờ của Tokyo. Rồi, ta sẽ chọn nó về múi giờ BKK là múi giờ Hà Nội, Jakarta. Đây, ta sẽ nhấn tìm BKK. Đấy, Singapore. Đấy, BKK. BKK là Bangkok này, Hà Nội, Jakarta. Đó, anh em nhé. Rồi, ta sẽ next tiếp này. Và nhấn vào nút mode để next nó đi. Rồi, bây giờ đang là 3:15:16. Bây giờ hiện tại nó đang là 9 giờ, ta sẽ chuyển nó, di chuyển nó về thành 3 giờ. Hai cái nút này là nút tăng giảm anh em nhé. Đấy, nút hai nút này này là nút tăng giảm. Rồi ta sẽ chuyển nó về 3 giờ. Rồi, bây giờ ta nhấn tiếp vào nút mode để mà chỉnh sang phút. Hiện tại là 3:16, ta sẽ chuyển cho nó thành 16 nào. Rồi, 16 rồi. Rồi, ta nhấn tiếp vào nút mode. Rồi, ta next tiếp đi. Vâng, hiện tại bây giờ chúng ta đang là tháng 9 mà ở đây nó đang là tháng 4 thì ta sẽ tăng nó lên. Đó, ta sẽ tăng nó lên tháng 9 đây. Ok. Rồi, ta nhấn tiếp nút mode. Hôm nay là ngày 16. Rồi, ta sẽ di chuyển cho em nó thành 16 nào. Quá rồi. Rồi, ngày 16 này. Ta sẽ di chuyển tiếp, ta nhấn nút mode. Vâng, bây giờ thì nó sẽ quay lại anh em nhé, để chúng ta sai ở đâu thì ta có thể chỉnh ở đấy luôn. Rồi, ta sẽ nhấn tiếp này, mode này. Đó. Thì ta cần chỉnh ở đâu sai thì ta sẽ chỉnh lại, còn nếu không sai thì ta kết thúc cho cái quá trình cài đặt này. Rồi, ta nhấn vào nút adjust là ta sẽ cài đặt xong cho em nó. Thì hôm nay là ngày thứ 6 này. Và ngày là ngày 16 tháng 9. Vâng, 3:18. Ok. Đấy. Thì ta đã chỉnh giờ xong cho em nó như thế và rất là dễ đúng không anh em. Rồi, bây giờ ta muốn chỉnh báo thức cho em nó thì ta làm nào. Rồi, ta sẽ đi tìm alarm. Ta sẽ nhấn vào nút mode này để đi tìm alarm anh em nhé. Đâu, alarm đây. Đó, alarm đây, làm báo thức. Rồi, ta sẽ nhấn vào nút adjust, nhấn giữ nhé. Rồi, đây là 12:00. Bây giờ ví dụ ta muốn hẹn là 6:30 buổi sáng để ta dậy. Rồi, đây, ta sẽ nhấn tiếp. Ta sẽ nhấn vào nút start này. Rồi, 6 giờ. Rồi, ta sẽ nhấn nút mode để điều hướng cho em nó. Vâng, ta sẽ nhấn cho nó thành lên 30. Nhấn vào nút start này. 30 thì ta dừng lại.
Rồi 30 rồi. Vâng, như thế là ta đã chỉnh xong là 6:30 rồi anh em nhé. Rồi bây giờ ta kết thúc cho cái quá trình cài đặt này, ta sẽ nhấn vào nút upload này. Ok, thì 6:30 buổi sáng hàng ngày nó sẽ kêu cho anh em nhé. Nó sẽ kêu tít tít cho anh em để báo thức cho anh em. Rồi trên đây thì tôi vừa mới hướng dẫn cho anh em cách chỉnh giờ, ngày, tháng, năm cũng như là báo thức cho mẫu đồng hồ 1300 VKH này. Vâng, anh em có thắc mắc gì hoặc là có cần hỏi đáp thêm cái gì thì cũng có thể comment dưới video này để chúng tôi giải đáp cho anh em trong thời gian tới. Vâng, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Dương Quang chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi hướng dẫn cái cách chỉnh đồng hồ Casio nói riêng và những mẫu đồng hồ khác nói chung. Vâng, bây giờ tôi xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.